Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi từ loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Pose Master, let's go. Ok. Player 1, choose. Jackhammer. Wow, hơi cao. Tiếp tục con số 18, ok. Headshot. Finish him. Let's go. Headshot. Death from above. Epic win. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Subway Surfer. Ok. Let's go.
Oh my gosh, đi rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Let's go. Go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Dear Trigger 2. Đây là một tựa game zombie khá là hay và hot trong tháng vừa qua. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. Let's go. Ok. What the hell is this? What the hell? Glad to see you here. Great. I've been stuck here for ages. All right, let's roll. Follow me. I know a shortcut. Okay. Watch out! Come on, Izzy. Okay. You're ready for some trouble. Come on, come on. All right, let's go. I wouldn't make it this far without. All right, let's go. Oh, fine. Okay. Okay, let's take it to the right. Are you okay? Put me on the roof. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Dear Run. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. Thank you.
Let's go. Ticker. Let's go. Đây là cũng là một tựa game zombie rất là hay. To zombie. Okay. Let's go. Let's go.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Into the Deer 2. Let's go. Đây là một tựa game chạy zombie và các bạn có thể cầm được khẩu súng hoặc các bạn có thể mua được con chó săn đi cùng và chạy càng nhanh càng tốt. Let's go. Rất đông zombie luôn. Đây là một khẩu súng luôn. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Đây là một tựa game nói về một ông sếp thôi miên tất cả những người làm trong ta. Và bây giờ các bạn sẽ phải cố gắng tìm cách để cứu thoát khỏi những nhân viên này, thoát khỏi ông ta. Ông ta bắt nằm cân được 24/24. Ok, let's go. I will.
Hey Jill, follow me. Can you help me? Hi. Are you ready? Let's go. Oh my gosh, đi rồi, nhảy từ trên xuống mà đi luôn. Ok. Wow, mình đang nằm ở giường bệnh. Are you ready? Bạn đã sẵn sàng chưa? Ok. Oh my god, đi luôn. What? Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.